Giao dịch lướt sóng là một loại chiến lược để giao dịch trên thị trường liên quan đến việc thực hiện một số lượng lớn các giao dịch nhỏ, nhanh trong một thời gian ngắn. Chiến lược này rất phổ biến với các nhà giao dịch, nhưng thường không được khuyến khích cho người mới bắt đầu, vì chiến lược này đòi hỏi kỷ luật rất nghiêm ngặt. Có hai loại giao dịch lướt sóng chính: giao dịch lướt sóng theo tin tức và mức độ biến động. Giao dịch lướt sóng quanh các tin tức quan trọng và dữ liệu kinh tế thường được coi là giao dịch theo tin tức. Mặc dù giao dịch theo tin tức cũng có thể đồng nghĩa với việc các nhà giao dịch lướt sóng phải giao dịch trong một thời gian dài hơn so với thường lệ. Mục tiêu cơ bản của việc giao dịch lướt sóng theo tin tức là vào lệnh ngay sau khi thông tin quan trọng được công bố và hưởng lợi từ việc điều chỉnh giá của thị trường theo thông tin đó. Ví dụ, nếu trong một tháng nhất định, dự đoán tổng hợp cho bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ gọi tắt là NSP là 150.000, nhưng bản công bố thực tế của nó là 250.000, các nhà giao dịch lướt sóng theo tin tức sẽ ngay lập tức mua đồng đô la. Các giao dịch này thường được giữ mở trong khoảng từ 2 phút đến nửa giờ, hoặc họ cũng có thể tiếp tục miễn là động lượng tăng ngắn hạn sau thông báo chưa kết thúc. Giao dịch lướt sóng dựa trên động lượng, mặc dù các chuyển động trong khung thời gian rất ngắn như M5 và M15 không nhất quán và không đáng tin cậy hơn nhiều so với các chuyển động trong H4 hoặc D1, đến mức chúng thường có vẻ hỗn loạn, nhưng chúng không hoàn toàn ngẫu nhiên. Các công cụ có số lượng giao dịch cao và mức độ biến động cao, đặc biệt là vàng và dầu mỏ, rất quan trọng đối với những người giao dịch sử dụng giao dịch lướt sóng dựa trên động lượng. Biểu đồ 5 và 15 phút của vàng và các công cụ khác cho thấy cả xu hướng nói chung và các sóng cực ngắn giữa mức cao và mức thấp. Giao dịch lướt sóng dựa trên động lượng nhằm mục đích giao dịch hai loại biến động này, chủ yếu bằng cách sử dụng, nhưng không chỉ riêng mình SMA và BISA, mà chỉ báo dao động ngẫu nhiên nhanh để xác định các điểm ngoặc, tức là điểm vào lệnh và thoát lệnh. Giao dịch lướt sóng thành công, kỷ luật, tự giác đối với những nhà giao dịch lướt sóng quan trọng hơn bất kỳ kiểu nhà giao dịch nào khác. Thời gian để đặt lệnh dừng thường rất hạn chế hoặc là không có. Đó là lý do tại sao nhiều nhà giao dịch lướt sóng sử dụng cách đóng lệnh thủ công cho hầu hết các giao dịch của họ. Điều này có nghĩa là cảm xúc là một yếu tố quan trọng. Kiểm soát chúng và giảm thiểu lòng tham là điều quan trọng hàng đầu đối với thành công của bất kỳ nhà giao dịch lướt sóng nào. Bạn cần phải rất nghiêm khắc trong việc cắt lỗ nếu bạn giao dịch lướt sóng. Lập kế hoạch cũng là một yếu tố quan trọng trong thành công của một nhà giao dịch lướt sóng. Điều quan trọng là phải nghiên cứu lịch kinh tế khá cẩn thận trước khi đặt lệnh mỗi ngày, ngay cả khi chỉ để tránh giao dịch quanh các tin tức chính không thể đoán trước được. Quản lý vốn và tránh tiếp xúc quá mức cũng là những kỹ năng quan trọng cần có đối với những nhà giao dịch lướt sóng. Sự hỗn loạn của các khung thời gian ngắn có nghĩa là nếu có bất kỳ kết quả tiêu cực nào, chúng thường có tác động cực kỳ nhanh chóng. Có thể cho rằng lợi thế lớn nhất và duy nhất của việc giao dịch lướt sóng chính là quy luật số lớn. Đối với những nhà giao dịch lướt sóng có kinh nghiệm, một số lượng giao dịch lớn sẽ cho phép thu lợi nhuận nhanh hơn. Việc thu lỗ trên một số giao dịch ít có tác động tổng thể hơn khi so sánh với các nhà giao dịch trung hạn. Không nghi ngờ gì nữa, nhược điểm chính của giao dịch lướt sóng chính là sự căng thẳng. Ngồi trước các biểu đồ trong thời gian dài để đặt lệnh có thể sẽ cực kỳ căng thẳng cho đến khi bạn quen dần với nó. Điều này cần có thời gian. Giao dịch lướt sóng cũng là chiến lược phổ biến, tốn nhiều thời gian nhất. Nếu bạn làm việc toàn thời gian và có gia đình, bạn sẽ khó có khả năng thành công khi trở thành giao dịch lướt sóng mà không nỗ lực hết mình hoặc bỏ bê các trách nhiệm khác của mình. Giao dịch lướt sóng là một trong những chiến lược phù hợp hơn cho những người có nhiều thời gian rảnh rỗi mà họ có thể sử dụng để giao dịch. Giao dịch lướt sóng yêu cầu cao độ hơn giao dịch trong ngày về mặt thời gian. Vì vậy, nó thường mang lại kết quả nhanh hơn, dù tốt hay là xấu. Một trong những nỗ lực quan trọng nhất của nhà giao dịch lướt sóng khi thực hành là tránh để bị kiệt sức. Họ từng cố gắng nghỉ ngơi trong một thời gian ngắn, ít nhất là mỗi giờ hoặc lâu hơn. Họ thường không dành nhiều giờ liền để dán mắt vào biểu đồ. Đây là chìa khóa để tập trung tốt. Sau khoảng 45 phút giao dịch lướt sóng, bạn nên nghỉ ngơi khoảng 5 hoặc 10 phút để cho mắt và thần kinh thư giãn trước khi tiếp tục. Kiểm soát rủi ro khi giao dịch lướt sóng. Rất khó để kiểm soát rủi ro khi giao dịch lướt sóng vì các khung thời gian rất thấp thường có biến động lớn. Khoảng cách phù hợp cho mức dừng
ở lúc 8 giờ GMT đối với vàng có thể không phù hợp ở lúc 15 giờ. Không có quy tắc từ kinh nghiệm về việc sử dụng tỷ lệ nào, ngoại trừ tỷ lệ thấp nhất là 1:1. Cũng không có cách nhất quán để tìm vị trí đặt mức dừng và mục tiêu, ngoại trừ trong các tình huống tương tác hiếm hoi với các vùng kỹ thuật mạnh trên các khung thời gian cao hơn. Đối với nhiều nhà giao dịch lướt sóng, sai lầm thực tế chính là nắm giữ các giao dịch thua lỗ quá lâu. Hãy mạnh tay cắt giao dịch nếu chúng thua lỗ quá một lượng tiền nhất định và giữ giao dịch nếu có lợi nhuận. Hầu hết các nhà giao dịch đều thấy rất khó khăn để làm điều này, trừ khi họ đã có nhiều kinh nghiệm. Đó là một trong những lý do chính giao dịch lướt sóng thường không được khuyến nghị, ngoại trừ đối với các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.